Dạ, Sắp Thanh Trực, mến chào quý cô chú và anh chị đã đến với kênh Đồ Xưa Mê Công. Thì hôm nay shop em có một số đồ gốm, đàn dào và tranh đá để giao lưu cùng với quý cô chú và anh chị. Lời nói đầu tiên thì em cũng cảm ơn quý cô chú và anh chị trong suốt thời gian qua đóng hộ shop của em ạ. Rồi mã số 1 là đầu tiên hôm nay thì em có một cặp ché màu vàng chanh này ạ. Này là hòn gốm tàu ạ, tức là chim trĩ với hoa phù dung ạ. Chiều cao từ cái đỉnh ché mà xuống tới chân đế này là 63. Hoành bụng là 1m03. Chân đế nó đều có mọc hết nha của cô chú và anh chị ạ. Rồi mã số 1 là đầu tiên hôm nay em giao lưu với quý cô chú anh chị cặp ché này 3.700.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Shop Thanh Trực ở phường Thới Hòa, quận U Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939 663 557. Đó cũng là số Zalo và phú của em. Rồi mã số 2 này em cũng có một cặp ché, màu này màu đỏ, cũng là chim trĩ và hoa phù dung luôn ạ. Chiều cao của cái ché này cũng là 63. Hoành bụng là 1m05. Chân đế nó cũng đều có mọc nha của cô chú và anh chị. Rồi cặp ché này em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị là 3.700.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Rồi mã số 3 này em có một cặp bình này. Cặp bình này nhìn rất là dễ thương luôn nha của cô chú và anh chị. Đó là hàng gốm tàu, hàng vẽ tay thấy nha. Chiều cao của cái bình này là 63, ngang miệng là 19, quanh bụng là 90, Ê, chân đế cũng có mọc luôn ạ. Rồi một cặp bình này em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị là 3.700.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Rồi mã số 4 này em có được hai cái dĩa hàng gốm tàu này ạ. Em xin lỗi, hòn gốm Nhật này ạ. Dĩa cũng rất là lớn luôn ạ, chân đế có mọc đây ạ. Đường kính dĩa này là 31. Rồi hai cái dĩa này em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 700.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 5 này em cũng có một cái dĩa hòn gốm Nhật này nữa ạ. Chân đế đó. Đường kính dĩa này là 29. Rồi cái dĩa này thì em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 300.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số 6 này thì em có cái dĩa hàng pha lê này ạ. Đường kính dĩa này là 28. Rồi cái dĩa hàng pha lê này em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 300.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số 7 này em có cái dĩa hàng pha lê này nữa ạ. Rồi đường kính dĩa này là 30. Rồi cái dĩa này thì em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 300.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số 8 này thì em có được 8 cái dĩa này, 8 cái dĩa hàng gốm tàu này, nó có hai quả tiết nha quý cô chú và anh chị. Đường kính dĩa này là 21. Rồi 8 cái dĩa hàng gốm tàu này em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 600.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 9 này em có được 3 cái tô lục giác. Đây, đèn đâm tô đây. Chân đế của nó có mọc đây ạ. Chiều cao là 5 sân, đường kính ngang lại là 18. Rồi 3 cái tô lục giác này em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 600.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 10 này em có 3 cái tô hòn gốm tàu này ạ. Cái lớn, cái vừa và cái nhỏ ạ. Chiều cao của cái lớn này là 6 phân, đường kính ngang lại là 20, đường kính ngang của cái vừa này là 16, cái nhỏ nhất là 13. Rồi ba cái tô này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 11 này thì em có được 6 cái chén chiếc nón này ạ. Đây, bên trong chén này ạ. Chân đế có mọc đây ạ. Chiều cao chén là 5 sân, đường kính ngang lại là 12. Rồi 6 cái chén chiếc nón này em giao lưu với quý cô chú anh chị
là 500.000. Em bao phải xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 12 này em có được 5 cái chén hòn gốm tàu này ạ. Chiều cao chén là 5 sơn, đường kính ngang lại là 12. Rồi 5 cái chén hòn gốm tàu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400.000. Em bao phải xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Số điện thoại của em là 0939 663 557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Mã số 13 này thì em có được 5 cái ly pha lê này và một cái dĩa ạ. Chiều cao ly là 8 sơn, ngang miệng là 7 sơn. Đường kính của cái dĩa này là 20. Rồi 5 cái ly và một cái dĩa này em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 500.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số 14 này thì em có một cái tách trà này ạ. À. Chiều cao của cái tách này là 6 phân, đường kính ngang lại là 9 sơn, đường kính ngang của cái dĩa này là 15. Rồi cái tách trà này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 200.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 15 này thì em có một cái bình rượu chu đậu này ạ. Chiều cao bình là 16, chiều dài lại là 20. Rồi cái bình rượu chu đậu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 800.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 16 này em có cái bình hàng gốm chu đậu này nữa ạ. Chiều cao bình là 32, đường kính ngang lại là 16. Rồi cái bình hàng gốm chu đậu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 800.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 17 này thì em có một cái cù lao ạ. Theo thời gian thì nó cũng hơi bị móp méo nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao là 14, đường kính ngang lại là 23. Rồi cái cù lao này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 700.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số 18 này thì em có cái tâm sơn này ạ. À. Chất liệu gỗ là gỗ trắc ạ. À. Đây ạ. À. Bên trong nè. Chiều cao của cái tâm sơn này là 13. Chiều dài lại là 50. Đường kính ngang lại là 14. Rồi cái tâm sơn này thì em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 1.300.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số 19 này thì em có một cặp đèn gốm này ạ. À. Ống khói thì bây giờ ạ. Chiều cao từ ống khói mà xuống tới chân đế là 35. Từ họng đèn mà xuống tới chân đế là 21. Rồi một cặp đèn này em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 1.100.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số 20 này em cũng có một cây đèn gốm này nữa ạ. À. Ống khói thì bút mực ạ. À. Ống khói nó cũng còn có logo luôn ạ. À. Chiều cao từ ống khói mà xuống tới chân đế là 44. Từ họng đèn mà xuống tới chân đế là 21. Rồi cái đèn này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1.500.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. À. Mã số 21 này thì em có cái đèn măng sông này ạ. À. Hiệu của nó là Ada. Mộc của nó còn nằm đây ạ. À. Đèn này thì em sẽ bao làm sáng cho quý cô chú và anh chị ạ. À. Chiều cao của cái đèn này là 31. Ngang cái nắp chụp ở trên là 30. Hoành đế là 51. Rồi cái đèn măng sông này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 2.000.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. À. Số điện thoại của em là 0939 663 557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Mã số 22 này thì em có một bức tranh đá ạ. À. À, cái khung là khung gỗ gỗ bây giờ nha quý cô chú và anh chị. À. Những chú đồng tử ạ, à, nhìn rất là dễ thương luôn ạ. À. Chiều dài của bức tranh này là 1m9. Còn lọt lòng ở trong cái miếng đá này á là 1m69 ạ. À. Chiều cao của bức tranh này là 80. Chiều cao của cái miếng đá ở trong này là 59 ạ. À. Cái độ dài của cái bức tranh này nó là 2,5 phân ạ. À. À, những chú đồng tử nhìn rất là dễ thương luôn nha của cô chú và anh chị. À, tranh là tranh đá tàu xưa hàng vẽ tay ạ. À.
Rồi mã số 22 này em giao lưu với quý cô chú anh chị, bức tranh đá tàu xưa này 7 triệu em sẽ bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số 22 cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay, thì một lần nữa em cũng mến chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và em cảm ơn rất nhiều ạ.